Hello hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tham gia EFO trên sàn PancakeSwap.Finance. EFO là giai đoạn bán token với cái giá khởi điểm khuyến mại. Quý vị muốn tham gia mua được EFO phát hành qua PancakeSwap thì quý vị phải nắm giữ cái đồng cách và quý vị có thể sử dụng ví Meta, ví C98, ví Chert hoặc ví Sapan đều có thể được. Quý vị cần có BLB BEP20 để làm phí mạng cũng như là cách để đặt cọc mua EFO. Ok, thì quý vị có thể vào cái trình DApp và chọn PancakeSwap, hoặc quý vị cũng có thể đánh là PancakeSwap.Finance. Rồi, thì để tham gia được EFO, quý vị cần phải tạo cho mình một cái profile. Bây giờ nó khoảng độ hơn 20 đô. Ok chưa? Tức là nó hơn một cách đấy. Đó, phí, đấy là cái phí để tạo cái profile cho cái ví của quý vị. Rồi, quý vị có thể vào cái biểu tượng quả cầu này để chuyển sang cái chế độ tiếng Việt. Đó. Chọn tiếng Việt. Rồi quý vị chọn vào cái mũi tên này. Mũi tên. Chọn vào tạo một hồ sơ. Đó, quý vị có thể chọn profile từ trong cái danh sách ở đây. Đó, quý vị hãy chọn đây một cái. Chọn này, rồi chọn bật. Xác nhận này. Rồi, xác minh một lần nữa này. Đó, thì ở đây tôi đã có sẵn BNB để làm phí mạng, cũng như là cách để làm phí tạo cái profile. Rồi, đã bật này. Chọn vào xác nhận này. Chọn xác nhận này. Rồi, xác nhận một lần nữa. Thử lại. Rồi, nó đang báo lỗi đây. Thì tôi sẽ thử lại. Rồi, đã thành công này. Đã thành công. Bây giờ quý vị hãy chọn vào quay lại hồ sơ này. Quay lại hồ sơ. Rồi, chọn kích hoạt hồ sơ. Đó. Chọn vào cái ảnh mà quý vị vừa chọn ở bước trước. Chọn tiếp là bật. Xác nhận. Xác nhận lại một lần nữa. Đó, mỗi một lần xác nhận như thế này là quý vị sẽ bị mất phí mạng là BNB. Rồi quý vị chờ trong giây lát. Đó. Khi nào nó báo thành công. Rồi đây này. Quý vị chọn vào bước tiếp theo.
Vinh chọn nhóm nào cũng được. Đó, ví dụ tôi chọn cái này đi, chọn bước tiếp theo này. Rồi, tích vào đây. Quý vị hãy điền tên. Ok chưa? Điền tên của quý vị đi. Đó. Rồi, xác nhận. Ok, xác nhận lại một lần nữa. Rồi, chọn vào hoàn chỉnh hồ sơ này. Chọn bật. Xác nhận. Xác nhận một lần nữa. Đó, phí này. Bật này. Xác nhận này. Xác nhận thêm này. Rồi, quý vị chờ trong giây lát. Để tạo được một cái profile để tham gia mua các token EFO rất chi là tốn. Nhưng nếu quý vị mà mua được với một cái số lượng nhiều thì quý vị sẽ có cơ hội gỡ lại ngay được những cái chi phí khi quý vị tạo cái profile này. Nó đang quay như thế này, quý vị phải chờ thôi, hoặc quý vị cũng có thể thoát ra và vào lại.